Hai phần không? Bây giờ nhé, có rất nhiều bạn đang phân vân lựa chọn giữa đây DJI Air và Mavic 2 Pro. Ví dụ nhé, em là người đi mua đi. Bây giờ trong túi em đang có khoảng 30 triệu đồng giá đúng không? Xem nhau. Ok, ok. Đấy. Thì em giờ em phân vân. Thì anh tư vấn cho em phạt được không? Được. Thì trong video này thì mình vừa giải đáp cho thằng em mình cũng như giải đáp cho các bạn luôn. Là bây giờ chúng ta sẽ chọn với khoảng tầm loanh quanh 30 triệu từ 31, 32 triệu đổ lại. Đó, tầm đó thì các bạn sẽ có sự lựa chọn là AIS hay là 2 Pro. Thì bây giờ mình sẽ giải thích các bạn. Link của sản phẩm thì mình sẽ để ở hết phía bên dưới. Các bạn hãy click vào và để tham gia. Bây giờ thì chạy intro quảng cáo. Bao nhiêu giây quảng cáo nhỉ? 30 giây đúng không? 30 giây quảng cáo. Bắt đầu. Lens của bạn bị mốc, màn hình bị sai màu, bạn cần dán skin mà chưa biết tìm ở đâu. Hãy đến ngay Tokyo Camera. Ở đây chúng tôi có những dịch vụ. Nơi khác tính phí, chúng tôi lại free. Cần nét lens free, khử mốc lens free và cần màn hình cũng free. Ngoài ra còn dán skin máy ảnh mà mờ cực dính. Hãy đến ngay với Tokyo Camera để được chúng tôi chăm sóc như chăm em bé. Link dưới phần mô tả. Ok, thì đầu tiên đi, giá thì chúng ta đã bàn rồi, 30 triệu đổ lại. Thì sẽ có hai con này. Thì hai con này sẽ có những cái điểm chung. Thứ nhất là con này, hai con này thì đều có rất là nhiều cảm biến, đều có thể lạng lách đánh võng, tránh vật cản khá là tốt. Giống như là hãng quảng cáo, hai con này thì đều được trang bị khả năng là lạng lách đánh võng thì gọi là thượng thừa rồi. Không phải lo lắng. Thêm nữa thì anh nghĩ anh đánh giá cao cái việc là lượn lách thì 2 Pro sẽ an toàn hơn. Bởi vì sao? Thì anh em để ý, 2 Pro thì chúng ta có cảm biến trên này. Đấy, cảm biến hai bên này. Đấy, cảm biến trước và cảm biến sau. Cũng như là một cụm cảm biến phía bên dưới. Đấy, đúng chưa? Nhiều cảm biến hơn so với con E2S kia. Đúng chưa? E2S thì chúng ta sẽ chỉ có đuôi này, đầu. Đúng chưa? Nhưng lại không có hai bên và không có cái mặt bên trên. Đúng chưa? Thì ở trong nhiều trường hợp là kể cả em bay ngang đúng không? Đấy, bay ngang thì con này sẽ không có này, em phải giữ con này trong tầm mắt. Tuy nhiên con này có cảm biến thì chúng ta sẽ bay gần như là cái cảm biến 360 ấy thì nó sẽ an toàn hơn. Đấy, khi mà bay thì có vật cản kia thì nó sẽ tránh được tốt hơn. Hoặc nó sẽ dừng lại thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Bởi vì dù sao thì con này cũng là dòng Pro nên cái lượng cảm biến nó trang bị cũng nhiều hơn. Ok. Về thời gian bay thì hai con bay giống nhau, khoảng tầm được 25 phút. Trong điều kiện thực tế còn tùy vào cái điều kiện là gió em bay như thế nào. Tuy nhiên nhá, nếu mà nói về gió, về kháng gió thì con này sẽ kháng gió tốt hơn. Tại vì sao? Motor khỏe hơn, nặng hơn. Đấy. Thế nên là cái việc mà con này nó bay trong cái điều kiện gió lớn hơn, nó mạnh hơn ấy, thì nó sẽ không bị lắc. Nó không bị lắc máy bay quá là nhiều. Còn như con này ấy, nó nhựa, bởi vì nó cũng là nhựa nhưng nó sẽ nhẹ hơn. Đấy, và motor nó yếu hơn. Thế nên là trong điều kiện gió mà mạnh quá ấy, thì nó sẽ bị lắc. Đấy, quảng cáo là cấp 5 thôi nhưng mà khoảng tầm cấp 2, cấp 3 mà các bạn đứng dưới cái gió cấp 2, cấp 3 các bạn nó đủ phật người chứ đừng nói gì đến những cái thiết bị bay. Mình đã thử bay trong những cái điều kiện gió rồi thì có vẻ con này sẽ tốt hơn. Đó. Ở điểm chung nữa thì là hai con này đều dùng cảm biến là boarding. Đều có độ phân giải như nhau là 20 megapixel. Giờ, tuy nhiên ấy, thì khác nhau một cái là con này sẽ thay đổi được khẩu. Đó, chung khẩu độ lớn nhất của này mở được là 2.8. Nhưng con này lại khép được đến là 11. Và cùng là 20, cùng chất như nhau, cùng cỡ cảm biến như nhau. Đó, tuy nhiên thì camera được làm bởi một hãng khá là nổi tiếng, một hãng tên tuổi thực hiện chế tác cái camera này. Còn cái này thì là DJI tự làm camera ra. Của DJI luôn đúng không? Camera của DJI. Tuy nhiên thì hai con này thì đều quay được 4K, con này thì quay tốt hơn 5.7K, 30 frame. Con này thì là 4K, chỉ là 30 frame thôi. Con này hình như là 5.4, mình không nhầm. Còn nữa thì con này có khả năng zoom. Con này zoom 8x được. À đúng rồi. Zoom 8x được, còn con này thì không. Không, nhưng mà em thấy zoom 8x cũng không gọi là vui thôi đúng không? Kiểu là vui thôi chứ còn để mà zoom 8x thì trái rồi, cùng lắm là lên 2x. Rồi, mà zoom được là tốt hơn rồi mà đúng không? Đúng rồi, zoom được thì chứng tỏ là cảm biến tốt hơn thì mới zoom được. Ok. Đó. Thêm nữa thì nói chung là con này mở được khẩu, đóng được khẩu, chuyển khẩu được thì trong những cái tình huống mà ví dụ bay sáng ấy, mà không các bạn bay không có filter chẳng hạn thì con này khép khẩu. À nhưng mà đấy, về cái vấn đề là Fly More Combo của con này nó lại trang bị là 4 cái filter cơ anh ơi. Con này hơn này, con này thì được cái anh đánh giá phụ kiện thì AIS hơn. Các bạn là khoảng tầm 30 triệu nhưng các bạn có gì? Chúng ta có đủ 3 cục pin này, điều khiển có này, chúng ta có các filter này, chúng ta có body sẵn, nói chung là cánh cũng full vụt, không thứ, thiếu đồ chơi nhiều. Đồ chơi nhiều. Nhưng con này thì chúng ta sẽ chỉ có một pin, thế thôi, và một body. Chúng ta sẽ không có kính này, không có filter này, không có cánh thì như là có, cánh thì vẫn có, nhưng mà những cái phụ kiện còn lại thì không có.
mình cũng không nhớ vì lâu lắm rồi, con này ra khá là lâu rồi. 3 năm rồi nhỉ? 3 năm rồi. Nếu không nhầm là 3 năm. Là cái việc mà bay mà có cánh hay không mình cũng không nhớ rõ lắm. Tuy nhiên thì nói chung là con này chỉ có một body thôi. Okay. Nên chúng ta sẽ phải mua thêm Flymore Combo dành riêng cho con này. Điểm chung giữa hai con này nữa là kết nối được Smart Controller. Cái điều khiển Smart Controller, cái điều khiển thì như giá nó 10 triệu. Đấy, một cái combo là 10 triệu, nên con này mà mua bản full combo các thứ đầy đủ thì con này lên khoảng gần 50 triệu. Gần 50. Nếu mà nếu như không nhầm thì phải gần 50 triệu là ít nhất. Nhưng mà con này không kết nối được kính cargo đúng không? Thì cả hai con này hiện tại là đang hiện là chưa, là chưa hiện tại là chưa, chưa được. Với EAS thì với EAS mình nhớ không nhầm thì là có kết nối được. Tuy nhiên thì phải đợi một cái bản update phần mềm thì mới hỗ trợ. Chứ còn hiện tại như cái bản hôm nọ mình có thử thì chưa được. Đấy, hôm qua mò mẫm các thứ thì chưa được. Còn con này thì chắc là không rồi. Con này thì đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa thể kết nối được. Đấy, đấy là điều hiển nhiên. Đó. Rồi bây giờ thì sơ qua về phần thông số, về phần những cái cơ bản thì là mình đã sâu hết các bạn rồi. Đấy, thì con này 30 triệu chúng ta sẽ chỉ có máy bay không này. Còn như con này 30 triệu thì chúng ta sẽ có đủ đồ chơi. Đấy. Về chất lượng thì con này quay chất lượng lên đến 5,4. Đấy, con này là 4K. Đó, chỉ 4K thôi. Tuy nhiên thì các bạn biết rồi, 4K hay 5,4 thì gần như là mắt chúng ta sẽ không phân biệt được quá là nhiều. Nên chúng ta sẽ chỉ đánh giá trên mặt bằng là chúng ta sẽ quay 4K thôi. Còn 5,4 là tính năng vui chơi. 4K thì con này là 60 này, con kia là 30 đúng không? Rồi. Thì 60 chắc chắn là sẽ hơn. Và nhưng mà có một điểm ấy là con kia quay D-Log HDR 10 bit. Thì hai con này thì quay được 10 bit. Đều có 10 bit rồi. Đều có 10 bit. Tuy nhiên ấy, con này sẽ quay được là 4K. HDR. HDR và bật được 10 bit. Mới biết. Còn con này sẽ chỉ được là HDR. Còn 4K thì gần như là mình cũng chưa test là con này 4K có bật được HDR 10 bit hay không. Tuy nhiên nếu như theo thông số của hãng đưa ra thì con này sẽ chỉ là 4K. Và có video quay được HDR thôi. Còn là độ phân giải nào thì không công bố kỹ. Còn HDR 10 bit thì chưa thấy có. Đúng không? Nhưng con này thì chắc chắn là 10 bit này, 4K này, HDR. Vậy thì điều này sẽ mang lại rằng là nếu như các bạn quay chuyên nghiệp hoặc là em sẽ chọn việc em quay những cái đơn giản thôi, em quay TVC. Em quay những cái job mà cần phải có chất lượng và cần phải có giải màu rộng cũng như là cần có HDR để xử lý và để can thiệp hình ảnh sâu hơn thì anh nghĩ là 2 Pro hiện tại vẫn có thể đáp ứng được những cái nhu cầu đấy, mà chúng ta vẫn có thể đảm bảo rằng là nó phù hợp với những cái job tiêu chuẩn cao. Đấy. Tuy nhiên thì nếu như mà để mà em chỉ up video, em làm những cái video kiểu up YouTube này, những cái video mà kiểu làm gia đình hoặc là làm những cái job nhỏ thôi thì EAS cũng ok, tại vì chúng ta có 4K60 thì sẽ dễ, bởi vì mình thấy đa phần anh em sử dụng dịch vụ rất thích 4K60 tại vì thứ nhất là quay chúng ta có frame rate cao để có thể làm slow motion được, và thứ hai nữa là chúng ta sẽ điều khiển, chúng ta sẽ có những cái tùy chỉnh nó dễ hơn. Đấy, và con này thì nhẹ hơn nữa. Và đấy, nhắc đến tính năng quay thì DJI EAS có trang bị Master Shot, còn bên Mavic 2 Pro hình như là không. Thực ra là Master Shot của con này như mình đã giới thiệu ở trong cái video mình đánh giá chất lượng ấy, nó sẽ là một tổ hợp tất cả những cái góc quay mà flycam hoặc là chúng ta thường dùng để quay, nó sẽ tổ hợp vào một video và chúng nó sẽ tự edit lại cho các bạn. Các bạn có thể tự edit tùy chỉnh, nhưng mà đấy là những cái mà tính năng riêng biệt của con này mang lại. Còn tất nhiên rồi, với 3 năm trước em 2 Pro ra mắt ấy, thì không có cái điều đấy. Cái điều này là phải rõ ràng, bởi 3 năm trước chúng ta chưa có Master Shot. Quá đến lâu rồi. Kể cả là những cái tính năng Spotlight, những cái tính năng Spotlight bây giờ cũng được nâng cấp với 2.0 này. Đúng không? Còn con này cũng chỉ là những cái tính năng rất là kiểu chúng ta quay vòng tròn rồi chúng ta bay lên bay xuống, những cái tính năng rất là đơn giản. Không có quá là nhiều điểm khác biệt. Nhưng con này thì có quá nhiều thứ để chơi. Thế nhưng mà bây giờ phải chúng ta nhìn lại một vấn đề là với người chuyên nghiệp họ có cần những cái đấy không? Đấy, chúng ta phải nhìn trên phương diện nhé. Thiếu có thể là thiếu những tính năng chơi. Tuy nhiên nếu như ở trên phương diện là chuyên nghiệp, đúng không? Thì 2 Pro tất nhiên họ sẽ trực tiếp, mình sẽ là người trực tiếp mình thực hiện những cái cú máy đấy, mình sẽ trực tiếp bay, mình sẽ trực tiếp điều khiển để theo đúng ý đồ của đạo diễn, của mình và cũng của cái ekip, đúng không? Chúng ta đâu có cần là một cảnh Master Shot trong những cảnh phim đâu, đúng không? Tại vì phim các bạn để ý những cái cảnh nó bay rất là nó có những cái góc máy nó rất là có ý đồ, chứ nó không phải là những cái góc để vui chơi. Còn với EAS thì tất nhiên rồi, em đi du lịch với gia đình, em là người bay rất không chuyên nghiệp. Ở đây đúng không? Sao? Em người mới chứ mới chơi. Mà em cũng muốn một chiếc Flyline bay thoải mái, bay kiểu tung tẩy ống gẩy thì ok. EAS rất là dễ. Chúng ta đúng không? Chúng ta đến một nơi chúng ta chỉ cần cất cánh lên, đấy, chọn Master Shot và đến sau đó thì cả một cái nhà đứng tạo dáng.
cả nhà sẽ đứng tạo dáng để nó tự xử lý và tất cả mọi thứ nó sẽ làm hết những việc còn lại, và chỉ cần đảm bảo rằng là cái khu vực các bạn bay nó không có cái cây, không có cái dây điện nào nếu nó mắc vào thôi, chứ còn lại thì cứ kệ nó. À, như mình đã test các bạn rồi, các bạn có thể xem lại những cái video nó phía bên này nhỉ, bên này một trong hai bên đấy thì anh em có thể xem lại kỹ hơn cái video của mình test những cái tính năng đó, vậy thôi. Còn thêm nữa thì thực ra thì tổng kết lại ấy, 30 triệu nếu như em muốn mới, em muốn kiểu những cái gì nó mới nhất, những cái gì nó công nghệ nhất, những cái gì mà nó hay ho nhất thì AIS sẽ là một sự lựa chọn hợp lý, và giá nó cũng sẽ rẻ hơn. Nếu đúng ra thì giá nó sẽ rẻ hơn với bản combo đấy, và thêm nữa chúng ta sẽ có full đồ chơi, không phải mua sắm thêm bất cứ cái gì, cứ thế mà xách ba lô lên mà quẩy thôi và đi dạy. Còn con này thì không, con này thì chúng ta sẽ dành cho đúng cái tên của nó, những người theo đúng cái tên của nó là professional, những người chuyên nghiệp, những người thiên về chất lượng, những người thiên về sự chủ động trong tất cả mọi thứ thì hai pro cũng sẽ là sự lựa chọn tốt. Đấy, với 30 triệu thì chúng ta sẽ có những điều như thế. Ok. Đó. Em nghĩ là với cái nhu cầu của em thì con này em sẽ cảm thấy ưng hơn, vì rõ ràng là nhìn vào thiết kế này, con này nhẹ hơn đúng không? Ừ. Em hay đi mang vác đi nhiều thì cái con này sẽ tiện hơn cho việc di chuyển là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vừa rồi anh có đánh giá cao con này hơn về cái cảm biến, nhưng mà trên đây nó lại được trang bị cái APAS 4.0. Thì như thế thì cái khả năng mà nó cảm nhận để tránh cái vật cản ấy thì nó cũng đã được cải thiện rồi. Nên là chắc là em nghĩ là nó cũng không chênh nhau quá nhiều. Thực ra thì bởi vì trong những cái video mình có giới thiệu ấy, phải những việc lưu ý khi chúng ta bay fly là luôn luôn cố để gắng tầm mắt, giữ giữ trong fly trong tầm mắt đúng không? Và chúng ta phải tính toán trước là cái việc mà chúng ta bay trong khu vực đấy có an toàn hay không. Cái cảm biến dù như thế nào nó cũng chỉ phục vụ một phần rất rất nhỏ trong cái việc điều khiển fly các bạn thôi. Chúng ta sẽ chỉ tránh trong những cái trường hợp ví dụ như mình nói các bạn bay ngang thì chúng ta có cảm biến không thì nó sẽ ok hơn, phải chắc chắn rồi bởi vì con này không có thì nó sẽ chỉ một phần thôi. Còn tuy nhiên thì chúng ta sẽ không phải lúc nào là ui fly tao có cảm biến rồi sợ gì cứ bay đi rơi là chuyện bình thường các bạn, kể cả có cảm biến hay không. Thật ra cái thật. Quan điểm đấy rất là sai, tại vì là cái cảm biến này nó chỉ cảm biến được, nó như kiểu là cái quang học ấy mà, nên là mấy cái dây điện nhỏ nhỏ ấy nó sẽ không thể nào mà cảm biến nổi đâu. Chúng ta có thể tránh được cây, chúng ta cây có thể to, tránh được cột, nhưng mà những cái cành cây nhỏ nhỏ hoặc là cái dây điện ấy anh em đâm vào chết luôn. Đúng rồi, nó không thể đọc được rõ là đấy là vật có phải vật cản hay không. Đúng đấy, thì kể cả nhá, như nhiều khi con này nó rất là nặng, cái cánh quạt nó rất là lớn, nhiều khi những cái cành cây nhỏ ấy, nó còn chém đứt bay luôn cả cánh cây nhỏ. Đấy. Cánh to gấp rưỡi, thế nên là mà cái cánh em thì nó rất là sắc. Khi mà cái mà motor nó khỏe, thế khi mà bay ấy, mà nhanh ấy thì gần như là những cây nhỏ nhỏ mà nó sẽ bị chém đứt. Vậy thì về các bạn thử suy nghĩ xem với những cái dây điện thì sao? Nó không thể chém đứt được. Thì dũng nó. Đấy. Bung cánh là dũng. Vậy nên là luôn luôn cố gắng giữ fly ở trong tầm mắt, và kể cả nó có APAS 4.0, 5.0 hay là những cái 10.0. Mà 10.0 đi nữa thì mắt chúng ta vẫn là những cái cảm biến tốt nhất. Chúng ta sẽ không thể nào phụ thuộc được. Mình lưu ý các bạn là đừng bao giờ phụ thuộc quá vào nhiều công nghệ, kể cả những có return to home, có GPS, cái đấy nó chỉ một phần thôi, phải dùng chính chúng ta điều khiển đó. Bây giờ còn câu hỏi gì nữa không? Thôi 30 triệu thì mình sẽ chọn con này, dễ bay hơn, dễ sử dụng, nhiều đồ chơi hơn. Mình thì có chơi đủ đâu nên đấy biết dùng con này. Thực ra thì đấy, thì giống như nó nói, nếu như các bạn là một người như Nam mới chơi, chúng ta sẽ chỉ có kinh tế 30 triệu, muốn mua full tất cả mọi thứ mà không muốn phải bỏ ra quá là nhiều chi phí khác, thì có thể chọn AIS. Đấy. Nếu như các bạn là một người chuyên nghiệp, muốn những cái gì nó đẳng cấp hơn, những cái gì nó đỉnh cao hơn thì có thể chọn sang Navega. Vậy là video này thì mong là sẽ đã giải đáp được thắc mắc cho các bạn là việc chúng ta chọn AIS hay là Mavic 2 Pro. Còn các bạn muốn, tất nhiên rồi, mình và Nam sẽ có những cái thực tế hơn là sẽ cố gắng là, tại vì là hiện tại là Hà Nội cũng đang dịch nên là bọn mình cũng không thể nào đi bay cho các bạn được, các bạn thông cảm. Hiện tại là chúng ta sẽ hẹn ở một những video nó xa hơn một tí, chúng ta sẽ đợi dịch nó vãn đi, và khi đến mình và Nam sẽ cố gắng mà test cho các bạn, ví dụ như là cảm biến APAS, tính năng APAS giữa APAS đời đầu và APAS 4.0 nó sẽ như thế nào, hay là xem về chất lượng hình ảnh. Thì những cái này thì chúng ta sẽ phải hết dịch thì mới đi, chứ tầm này mà mò ra công viên thì thôi, thở lại còn lộn gì. Bùm rồi, ok. Video này thì mong là đã giải đáp được thắc mắc cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Đừng quên để lại cho bọn mình một like, share cũng như là một sub
subscribe để cho chúng mình có được nhiều sub hơn nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tất cả link sản phẩm hay link quảng cáo dưới phần mô tả nhé. Bye bye. Yeah, xin chào các bạn.